Bây giờ là hai cháu nhá, thương yêu với nhau nhá, đoàn kết vợ chồng nhá. Thế thôi là các ông các bà được mong niềm tin của các cháu hạnh phúc. Chuẩn bị đón xuân năm mới vui vẻ và hạnh phúc. Xin cảm ơn ạ. Wow.
là hai cháu nha, thương yêu với nhau nha, đoàn kết vợ chồng nha. Thế thôi là các ông các bà được mong niềm tin của các cháu hạnh phúc. Có hạt tiêu xanh nhớ mùa cam vàng, nhớ những ngày qua.